Lan Ngọc, tôi bị loét xuất huyết dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư. Nhìn vào Lan Ngọc, mọi người thường cho rằng nữ diễn viên 29 tuổi có tất cả những gì các cô gái trẻ ao ước, với sự nghiệp thăng hoa, nhà xe đủ đầy, những món đồ hiệu chật ních trong tủ. Tuy nhiên, đến buổi phỏng vấn, Lan Ngọc mặc đơn giản, gồm quần jean, áo sơ mi đơn giản, trang điểm nhẹ. Chỉ vào chiếc áo sơ mi vàng, cô mở lời: "Ai bảo Lan Ngọc là tay chơi đồ hiệu? Bộ đồ này tôi mua rẻ lắm, không có hiệu gì đâu." Với nữ diễn viên, cô xem vật chất, sự xa hoa, hào nhoáng chỉ là vẻ ngoài, phương tiện sống. Điều quan trọng với cô sau 10 năm theo nghệ thuật là tình cảm yêu thương khán giả dành cho mình. Có lẽ vì thế, ai từng tiếp xúc với Lan Ngọc đều nhận ra cô không thay đổi, vẫn sự thân thiện, cởi mở như 10 năm trước. Và trong cuộc phỏng vấn, ngay khi đối diện với những lời chê, cô cũng không ngại và đáp lại bằng câu nói thái độ hài hước, lý lắc. Bị loét bao tử nặng, ăn uống là cực hình. Thời gian qua, thông tin Lan Ngọc gặp vấn đề sức khỏe, phải nhập viện liên tục được đăng tải. Điều này khiến chị gặp những khó khăn gì trong quá trình ghi hình Trainerman, chương trình được cho là bào người chơi cấp độ nặng. Ai cũng nghĩ chương trình này quay cực khổ vất vả. Đúng, chúng tôi có cực khổ nhưng lại rất vui. Nhiều người nhận xét Lan Ngọc ắt hẳn phải rất mỏng manh yếu đuối, nhưng thực tế tôi chiến rất dữ và dai sức. Tôi vốn là người thích vận động và quen làm việc cường độ căng thẳng. Có khi tôi phải làm việc hơn 20 tiếng mỗi ngày, chịu mưa, chịu nắng, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Chỉ khi ở nhà không làm việc tôi mới bị lười biếng, từ đó dẫn đến cảm giác mệt mỏi. Còn trong những thông tin về bệnh tật mà mọi người đọc được đều xoay quanh căn bệnh đau dạ dày kinh niên. Tôi ăn ít, ẩm thực càng không phải là sở thích. Có thời gian tôi vì muốn thay đổi hình tượng đẹp nên chủ động nhịn ăn. Nhịn dần trở thành thói quen. Trong một ngày tôi có thể nhịn cả bữa trưa, tối, khi mệt lại chỉ uống nước ngọt. Chính điều này dẫn đến những vấn đề sức khỏe, chứ không phải vì làm việc kiệt sức như nhiều người nói. Nhiều anh chị em trong nghề nhắc nhở tôi không nên lạm dụng nước ngọt, nhưng tôi không làm được. Không có nó, tôi có cảm giác không thể làm việc. Thức uống này như nguồn động lực mỗi khi tôi mệt mỏi. Thậm chí có những ngày chịu nhiều áp lực, chỉ có nước ngọt mới mang đến cho tôi cảm giác thư thái, dù tôi biết nó không tốt cho sức khỏe. Đến khi bị bệnh bao tử hành dữ dội, tôi mới hạn chế dùng. Hiện tại tôi dùng nước trái cây, sữa đậu nành thanh lọc cơ thể. Để cải thiện sức khỏe, tôi còn phải ăn bánh mì, uống sữa, uống thuốc tăng cân. Nhìn lại những hình ảnh gầy gò, thậm chí có khoảnh khắc như da bọc xương, chị cảm thấy như thế nào? Tôi đã có thời điểm không thể ăn. Nói thật, tôi chưa bao giờ cảm thấy việc ăn uống lại làm mình stress đến như vậy. Tôi cố cho thức ăn vào miệng vì thấy xót ba, xót mẹ, nhưng chỉ thấy nhạt nhẽo, lúc lại mặn chát chứ không hề có chút hương vị. Hay có cả lúc tôi phải nhờ đến mẹ đút từng muỗng cháo. Nghĩ lại hình ảnh đó tôi càng thấy rùng mình. Đến khi chụp ảnh cùng bạn bè, tôi lại thấy bản thân quá ghê. Dù đã dùng các phần mềm chỉnh sửa, lúc đó tôi mới thức cứu lấy mình. Sau thời gian dùng thuốc, tôi đã tăng được 2 kg, sức khỏe và gương mặt tươi tắn hơn. Vừa qua tôi có sang Singapore kiểm tra tổng quát và chữa bệnh loét dạ dày nặng. Bác sĩ cho biết dạ dày của tôi bị loét nặng, chảy máu nhiều. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến ung thư. Hương Tràm phải tạm dừng lại sự nghiệp ca hát đang lên vì sức khỏe không tốt. Hỏi thật, chị nghĩ mình cần một khoảng thời gian nào để lấy lại cân bằng? Cảm giác khiến tôi sợ nhất chính là nằm viện. Dĩ nhiên không ai bắt mình phải lựa chọn đánh đổi giữa công việc và sức khỏe. Nhưng đôi khi quá mê công việc, tôi phải chấp nhận chuyện đó. Có thời gian tôi phải ra vào bệnh viện liên tục. Nằm trên giường bệnh, tôi tự hỏi làm nhiều để làm gì. Đi làm cố gắng kiếm tiền rồi, lấy tiền để mua thuốc chữa bệnh mà thôi. Khi đó tôi mới thấu hiểu câu, cái giường đắt đỏ nhất là giường bệnh. Gần đây tôi ăn đầy đủ 3 bữa mỗi ngày nên cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn. Lúc này tôi lo mình trở lại giai đoạn đóng phim Mối Tình Đầu của tôi, tăng liên tục 7 kg trong vòng 5 tháng. Nếu nói Lan Ngọc bào mòn sức khỏe vì ham tiền, chị phản ứng thế nào? Năm vừa qua tôi được tổ nghề thương, công việc cơ hội đến nhiều hơn. Nhưng thực sự công việc không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của tôi. Thời gian bị bệnh tật chỉ là trong tháng tôi bị xui mà thôi. Tôi vốn là người có sức khỏe tốt, có thể chịu đựng cường độ làm việc căng thẳng. Theo nghề diễn, tôi phải cố gắng thích nghi với cường độ làm việc căng thẳng, ăn uống điều độ. Tôi nghĩ để theo được nghề thì đa số diễn viên phải có sức khỏe dẻo dai. Trong mắt khán giả, Lan Ngọc ở tuổi 29 có trong tay mọi thứ mà cô gái trẻ ao ước. Còn khi tự nhìn nhận về bản thân, chị đã có những thay đổi gì so với mình những năm 20-21? Càng trưởng thành, tôi càng thấy mình trẻ trung nhí nhảnh, từ suy nghĩ đến cách sống. Ở tuổi 20 thành công đến sớm, tôi cảm giác chênh vênh khi phải đối diện quá nhiều lo lắng, băn khoăn về tương lai. Bây giờ tôi đã có định hướng cụ thể về công việc và cuộc sống tương lai như thế nào. Nhiều bạn bè trêu chọc tôi chỉ khoảng 8-9 tuổi chứ không phải người cận 30. Nhìn các chị đồng nghiệp như Minh Hằng, Thanh Hằng, họ vẫn trẻ trung yêu đời, tự chủ trong cuộc sống khi bước vào những năm 30. Đó là điều tôi cần học hỏi. Khi đã làm chủ cuộc sống, tôi không ngại áp lực chuyện lấy chồng, cũng không sợ già, sợ ế.
có khi phụ nữ thời đại này nay càng trưởng thành lại càng có giá trị.